sử dụng bất kỳ một loại thuốc gì, kể cả thuốc nam, điều mà người bệnh quan tâm nhất chính là hiệu quả của cây thuốc và những tác dụng không mong muốn của vị thuốc đó. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tác dụng phụ của cây an xoa. Một thông tin hiện nay đang được rất là nhiều bệnh nhân quan tâm, đó chính là sử dụng cây an xoa có gây tác dụng phụ hay không. Theo y học cổ truyền thì cây an xoa không độc, có tác dụng ổn định chức năng gan, tái tạo lại tế bào gan, nên được dùng làm thuốc để điều trị cho những bệnh nhân mắc các bệnh về gan như là ung thư gan, xơ gan cổ trướng và bệnh viêm gan B. Thời gian qua thì đã có rất là nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về gan sử dụng cây an xoa và cho kết quả rất tốt. Hầu hết các bệnh nhân khi sử dụng cây an xoa đều không gây tác dụng phụ. Một số bệnh nhân thời gian đầu khi sử dụng cây an xoa thì sẽ có những biểu hiện như là cồn cào, nôn nao, khó chịu. Đây không phải là những biểu hiện do tác dụng phụ của cây an xoa gây nên, mà đó chính là cơ chế đào thải độc tố của cây an xoa. Bệnh nhân tiếp tục sử dụng sau khoảng thời gian một tuần thì những triệu chứng như là cồn cào, khó chịu sẽ hết, sức khỏe của người bệnh sẽ dần hồi phục. Có thể khẳng định rằng cây an xoa là một trong những thảo dược rất tốt cho những bệnh nhân mắc các bệnh về gan. Bệnh nhân có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cây thuốc này. Để biết thêm thông tin chi tiết về cây an xoa thì bạn có thể đến trực tiếp công ty thảo dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc bạn gọi vào số hotline 0904 079 719 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.